Chào mừng quý vị đã quay trở lại cùng với chúng tôi trong tuyển mục chuyện tối nay. Thưa quý vị, chỉ còn 4 ngày nữa là người lao động cả nước sẽ bước vào kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5. Đây là đợt nghỉ dài nhất trong năm sau Tết Nguyên Đán vừa rồi nên được rất nhiều gia đình tận dụng để cả nhà cùng đi du lịch. Thế nhưng bên cạnh những người háo hức đếm từng ngày để được xách ba lô lên và đi thì lại có một bộ phận không nhỏ lựa chọn cách nghỉ ngơi ở nhà. Không phải là họ không có điều kiện đi du lịch mà chỉ đơn giản là họ sợ du lịch ngày lễ, sợ cảnh chen chúc tàu xe, sợ cảnh đi biển mà chỉ có thể là nhúng ướt người thay vì là bơi lội thỏa thích. Đi ăn thì chỉ nơm nớp là lo bị chặt chém vân vân. Vâng, tình cảnh đó năm nào cũng xảy ra và không có ai dám chắc là năm nay thì sẽ không tái diễn vậy thì chúng ta có nên đi du lịch vào đúng dịp nghỉ lễ hay không cần chuẩn bị như thế nào để đi du lịch là để được trải nghiệm thư giãn thay vì là chịu khổ sở hành xác và để trả lời cho những câu hỏi này thì không có một ai phù hợp hơn một người đã du lịch ở rất là nhiều nơi cả trong nước và ngoài nước và hiện thì đang là quản trị của một trang web nổi tiếng về tư vấn du lịch đó chính là website todi net vâng chúng tôi xin được giới thiệu anh um... Dạ vâng, anh Nguyễn Anh Đức. Vâng xin chào anh. À, kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 thì sắp đến rồi và chúng ta được nghỉ tận 4 ngày. Cái câu hỏi đầu tiên thì ví dụ muốn hỏi anh là anh đã có dự định gì cho mình cũng như là gia đình mình trong kỳ nghỉ này chưa? À, nói chung thì uh, những cái gia bạn nghỉ như thế này ấy, thì uh, gia đình tôi thì thường là đưa nhau về quê thăm bên ngoại. Vâng. Uh, ví dụ như là 29 hoặc là 30 sau khi mà nghỉ xong ấy để kết thúc công việc công ty thì uh, chúng tôi sẽ đưa nhau về quê ngoại nghỉ ngơi trong những cái ngày này. À, vâng như tôi cũng vừa chia sẻ à, khi nãy thì có rất là nhiều người bây giờ có cái cảm giác là khi mà họ đi du lịch thì à, trong những cái ngày nghỉ lễ dài ngày thì họ không được thực sự thoải mái mà à, như là một cuộc hành xác bản thân anh và những người thân của mình thì đã bao giờ à, phải trải qua cái cảm giác này hay chưa ạ à, thực tế thì à, tôi có trải qua rồi vâng. à, tôi có thể kể một cái câu chuyện tức là cách đây khoảng 2 năm khi mà tôi đi cắt bà thì cái gia đình tôi đi thì đúng vào cái 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 mùa du lịch cao điểm á thì là mọi người đi cái 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 lúc quay trở lại bờ về Hải Phòng ấy, thì cái cái tàu cao tốc đi nó rất là đông nên mọi người lên thì là tranh nhau lên thế thế là có gia đình thì là chỉ có bố mẹ lên thôi còn con thì có thể ở lại với ông bà thế là nói chung là lại phải tìm một cái cách khác để mà có thể trở lại bờ vâng. rất là 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 khổ cái vấn đề đi lại trong những cái ngày lễ vâng, vâng sự đông đúc thì trong những cái ngày lễ là chúng ta rất dễ phải phải chịu và. cái cảnh đó mà không thể tránh khỏi đúng không anh? Và. Vâng, à, tôi cũng muốn hỏi anh Đức một câu đó là anh cũng đã có kinh nghiệm đi nước ngoài rất nhiều. Vậy thì với kinh nghiệm của anh và cảm nhận của anh thì anh thấy rằng là à, liệu ở nước ngoài vào những cái dịp nghỉ lễ Tết của họ thì nó có tình trạng chặt chém hay là đông đúc quá tải như ở Việt Nam hay không? À, thực tế thì tôi cũng chưa đi vào cái chính cái giao điểm mà 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 cao điểm mùa du lịch lễ hội của các đất nước ấy thế nên là tôi cũng thực tế tôi chưa được trải nghiệm đúng thế nhưng mà vào những cái giai đoạn ví dụ như tôi đi nhật vào sau cái mùa mùa Tết âm lịch ấy, thì mình tôi có đi những cái ngôi chùa ở bên đó thì cái người ta đi cũng rất là đông thế nhưng mà nó rất là thanh thản và nhẹ nhàng đi nó rất là không không có vấn đề gì về về xô bồ hay là cao cao điểm vấn đề trong những cái ngày đó. Và cá nhân tôi thì cũng vừa trải qua một chuyến du lịch ở châu Âu vào đúng dịp Giáng sinh vừa rồi, thì tôi cũng thấy rằng là không khí khá là bình yên giống như là Tết Nguyên Đán ở chỗ chúng ta. Và tôi cũng muốn hỏi anh thêm đó là với cái tình trạng mà nhiều người không mong muốn bị chặt chém hay là đi lại di chuyển với một cái chi phí quá đắt, vậy thì chúng ta phải làm như thế nào để chuẩn bị? tinh thần với những cái ngày mà chúng ta được nghỉ dài như vậy. Nếu lựa chọn ở nhà thì chúng ta làm gì và nếu đi thì chúng ta phải chuẩn bị những cái gì? Ờ, nếu mà vào những cái giai đoạn này mà mọi người mà đi du lịch vào cái thời điểm cao điểm nghỉ lễ thì tốt nhất là mọi người nên chuẩn bị từ sớm. Ờ, người ta có thể chuẩn bị thứ nhất là về vé bay, thứ hai là phòng khách sạn đó. Thì uh, như vậy sẽ đảm bảo được đúng cái lịch trình mà chúng ta đi. Còn nếu như sát cái ngày mà chúng ta mới mới chuẩn bị thì như vậy thì mọi thứ nó đều tăng mọi thứ giá cả nó đều rất là tăng và cái thứ hai nữa là có thể ta không có nhiều lựa chọn phải lựa chọn những cái dịch vụ không được tốt ừ. đấy thì tốt nhất là nếu mà bắt buộc phải đi vào những cái dịp lễ như này thì các bạn là nên là chuẩn bị từ sớm ít nhất là trước một tháng ừ. tôi cũng đã thử đặt vé vào những cái dịp mà như là tháng 6 là tháng cao điểm của mùa hè hoặc là vào những tháng tết chẳng hạn thì giá vé máy bay của chúng ta là không hề giảm Tức là dù, dù chúng ta có đặt trước đó cả nửa năm hay là vài tháng hay chăng nữa thì không có gì thay đổi cả Chỉ có là chúng ta có thể chủ động được về mặt thời gian là chúng ta sẽ có vé vào thời điểm đó thôi Còn về giá là lúc nào cũng sẽ bị đắt Đúng, chính, xác là, là, là như vậy Thì vì là cái mùa vụ du lịch ý, nó sẽ diễn ra vào cao điểm vào cái giai đoạn từ tháng 5 cho đến khoảng tháng 7 Thì như vậy là không có cái đơn vị nào họ sẽ giảm giá trong giai đoạn này cả Thế rõ ràng là nếu mà ta muốn đi với một chi phí tiết kiệm và giá rẻ hơn thì ta phải đi vào giai đoạn khác đó, Thế nên là ta sẽ chủ động được cái thời gian và chủ động lựa chọn những dịch vụ khi mà ta đặt sớm thôi Còn cái giá thì chắc chắn là không thể rẻ được Vâng, đó. anh Đức thân mến tôi thấy là mỗi một đối tượng thì họ lại có những cái cách đi du lịch khác nhau Ví dụ như là những cái bạn trẻ thì đi du lịch rất là khác với những người mà đã có tuổi rồi Vậy thì không biết là anh có gợi ý nào cho các gia đình trẻ của chúng ta Họ nên có những cái chuyến du lịch đi như thế nào ạ? Ờ, ý bạn là trong giai đoạn lễ hội như thế này dạ vâng nghỉ lễ. dạ vâng ờ, nếu mà với những gia đình trẻ thì tôi theo tôi thì gợi ý với các bạn ý là bây giờ các bạn ý cũng có rất nhiều thông tin thì các bạn có thể tránh những cái điểm đông đúc ra và họ có thể lựa chọn những cái chuyến đi ví dụ như là đi picnic rồi là gần Hà Nội hoặc là các bạn có thể tự đi những cái khu vực nào đó mà cảm thấy nó không đông đúc thì các bạn cũng có thể có nhiều hoạt động hơn cho gia đình ví dụ như là cũng có thể đi câu cá hoặc là đi cắm trại đâu đó thì như vậy là cũng rất thoải mái mà tự do các bạn sẽ không bị ảnh hưởng về những cái khu du lịch đông. Vâng. Và... Trong các chuyến đi thì như chị Lê vừa nói là chị đã phải săn cái vé rẻ cho tháng 6 tới rất là lâu nhưng mà cũng không có tức là cái giống như cái từ rẻ trong các chuyến đi du lịch của chúng ta thì chúng ta nhắc đến rất là nhiều vậy thì theo anh là không biết là chúng ta có lấy nên lấy đây là một trong những cái tiêu chí để chúng ta lựa chọn trong những chuyến du lịch của mình hay không và nó có thực sự là sẽ hữu hiệu và thiết thực cho các chuyến đi này không ạ? Ờ, cái từ rẻ này thì theo tôi ý, thì cái uh, quan trọng là cái rẻ là mình phải liên quan đến chi phí thì với những cái cái bạn mà có chi phí thì cái mức rẻ ở đây thì nó nó là là cũng là cũng không không phải là chính xác các bạn có thể sử dụng những cái dịch vụ tốt hơn và với so với cái mức độ là ví dụ như tôi ví dụ như nói là vấn vấn đề là deluxe đi thì các bạn có thể chọn là rẻ nhất trong cái dòng deluxe thế là cũng ok rồi còn nếu như các bạn với tiêu chí là tiết kiệm và rẻ tức là các bạn muốn rẻ nhất thì rõ ràng là nó sẽ dưới dọc đi lắc đó thì có thể là cũng có rất nhiều lựa chọn cho các bạn. Ừ, và. Vâng. Vâng. nhiều khi rẻ quá cũng không phải là tốt đâu đúng không ạ? Vâng đúng rồi rẻ quá không không phải là tốt. Dạ vâng. <laughs> à, website của anh thì chúng tôi biết là tôi đi net là một trong những website mà rất nhiều là nhiều bạn trẻ du lịch uh, truy cập vâng. rất là nhiều và anh là người mà tư vấn cho các bạn thì rất là nhiều thông tin hàng ngày đúng không ạ? Vâng, vâng vậy thì không biết là qua rất là nhiều những cái câu hỏi tư vấn từ uh, những người trẻ những người mà đam mê du lịch anh thấy là nhu cầu đi du lịch hiện nay của người Việt Nam chúng ta như thế nào? Nói à, chung nhu cầu thì luôn luôn là có. Một năm thì mỗi người đều muốn đi du lịch khoảng 2 đến 3 lần. Đó, à, có thể trong nước, ngoài nước tùy theo cái điều kiện cũng như là tùy theo những cái mà mình đã đi rồi hay chưa đi. Đó, thế nên là cái nhu cầu với ngành du lịch thì luôn luôn là có nhu cầu. và vâng. Thì hàng năm thì nó vẫn cứ tăng, tăng theo cái mức khả năng chi tiêu của mỗi người. Đó. Vâng. Năm nay ví dụ như tôi đi Đà Nẵng thì sang năm tôi sẽ đi một nơi nào đó nước ngoài chẳng ạ. Vâng. Đó. Tiêu chí của mọi người thường đưa ra cho những chuyến đi của mình là gì ạ? tiêu chí thì uh, cũng tùy uh, có những bạn thì đi với chi ti phí rất là phải 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 tôi phải rẻ nó còn có những cái gia đình thì đi thì cũng nói chung cũng thoải mái chi tiêu cũng được còn chất lượng dịch vụ thì mọi người cũng quan tâm vâng. uh, uh, ví dụ như là họ muốn những cái chỗ nào nó cũng vừa hợp lý rẻ và cũng ăn ngủ nghỉ nó tốt còn với riêng anh thì tiêu chí của anh cho các chuyến đi của mình là gì ạ uh, tiêu chí của tôi thì uh, nói chung thì uh, mọi thứ nó hài hòa, nó có thể đi cũng không quá vội vàng nhưng mà tham quan thì mình cũng phải đi những cái chỗ nào mà nó nổi bật, vâng. rồi những cái chỗ nào nó đặc sắc một chút phù hợp với cái sở thích của mình. Ví dụ tôi thích phong cảnh thì tôi vâng. phải đến những cái chỗ nào nó phong cảnh đẹp. Vâng. Câu hỏi vâng. cuối cùng là chuyến đi tới anh dự định là mình sẽ đi đâu anh? À, trong năm nay ạ. Vâng. Trong năm nay thì chắc có thể là tôi đi Bali hoặc là tôi sẽ Ờ, có thể quay lại Nhật. dạ vâng. vâng. xin cảm, vâng. cảm ơn anh nguyễn vâng. anh đã rất nhiều vì cuộc trò chuyện cùng chúng tôi ngày hôm nay. thưa quý vị mỗi một người mỗi một gia đình thì luôn có những quan điểm và những điều kiện kinh tế thời gian khác nhau. tùy vào những điều kiện đó thì mới có thể uh, trả lời được chính xác là liệu có nên hay là không nên đi du lịch vào những cái dịp nghỉ lễ như thế này. À, tuy nhiên thì để tìm hiểu thật kỹ điểm đến lên lịch trình khoa học nếu tự đi Chọn mặt gửi vàng cho các đơn vị lữ hành uy tín nếu như chúng ta đi tour Là những lời khuyên không bao giờ thừa để du lịch ngày lễ không trở thành một cuộc hành xác Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi Xin kính chào và hẹn gặp lại